cái khả năng nó chỉ đâu đâu, đâu đấy quanh cái thung lũng đó thôi các bạn ơi. Ủa cái hòm hòm vàng cái còn chưa mở nữa kìa. Mình sẽ đi shopping nhảy cái thứ ba bạn ạ. Kìa. Holy shit, cái gì đấy? À, đổ thêm. Đúng mua đồ, đúng mua đồ. Úi xôi. Thế nên đi gì đúng mua đồ tỉnh thế. À, đấy rồi. Đúng là thằng này này là nó cầm VS rồi đấy bạn ơi. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhpho.com. Oh my god. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình các bạn nha. Thì trước nhảy dù xuống mấy anh này đã bắn nhau đùng đùng ấy là chết dở rồi bạn ạ. Các bạn là mới đầu là mình tính nhảy tháp hồ mà mình thôi. Mình suy nghĩ lại là mình nhảy ở cái khu vực thung lũng bạn ạ. Kiểu nhảy thung lũng về sau nó di chuyển úi hồ đây có đón bọt bạn ơi thơm nhá. Tí xíu nữa quay lại ăn nó bọt úi hồ bên chưa đủ có bắn nhau nữa kìa. Chà mình không có cây súng gần là VIP hết vậy ta. Kiếm bây giờ kiếm cây Uzi mini hoặc là cây gì bắn được này. Mình nghe thấy tiếng vẽ hình như là bên nhà L thì phải quá ạ. Là bên góc đấy thì phải ấy. Thì mình sẽ đi kiếm súng đó là mình à đây rồi, có Uzi, có hàng, hàng nóng rồi. Ấy da, ui ê, đau em trai. Ok. Ê đúng là thiên bên bên nhà L. Ơi từ nhà mình nghe có tiếng chân nó vừa nhảy vào nhà góc đây. Ú là la. Ngộ cỏ bạn ạ, ngộ cỏ không được bạn ạ. Mình sẽ chờ nó mất ngộ cỏ rồi mình sẽ chơi nó các bạn nhá. Mình sẽ chờ góc ở đây nó đẩy qua. Ui ê, bạn anh trai. Ok. Ô hình như là thằng nhà L đẩy qua phải mời. Ai chả đấy rồi, thôi mở lại bữa kia. Chúng cái bắn không dính sao mà mình thấy thế nó còn chỉ ấy không chết luôn kìa bạn. Ờ từ nha mình nghe cái chân vòng được vòng trọng như là ôi rồi cái gì đấy, đừng nói là thằng kia nó móc lén vào nó mà nó bắn chỉ gái đấy không dính một viên nào nha các bạn. Chứ đồi có người nữa kìa, từ lúc xa chỉ gái là xuống máu không. Ôi rồi ôi không máu rồi lồi luôn các bạn ơi. Thế công lên mình bắn thì chưa đổi bởi con nhá. Không biết là nó chạy hay chưa ta. Khả năng là nó chạy được bắn ạ. Để mình sẽ đẩy lên kiếm xem có nếu thêm mà nó chạy một nó chạy lên xuống dưới. Hà đó, à đây. Còn hai là nó chạy lên cổng trời mà kìa. Sao mà thấy mình bắt đầu nó mới chạy lên cổng trời là sao ta. Hiểu kiểu gì. Không biết nó có thấy mình sau lưng ta. Mình sẽ cố gắng áp sát nó nhá. À, đủ. Dúc tầm nhựa kìa. Ôi rồi không viên nào vào đầu bắn ạ. Quay cho nó quả lựu băng rồi đẩy lên chơi lũ kìa. Ôi xôi quăng anh trai quả lựu băng ra rụng luôn bạn ạ. Hình như là anh trai cũng không máu phải bạn ạ. Ờ khi là thế đấy. Ôi xôi thì trận này nghèo lắm nha. Trận này lúc xác xem có phải là nó không máu. Ui không có máu thật. Ui mà nó có hầm M249. Ui được nha, thôi đổi sang chơi combo M249 với lại mắc vải đi các bạn. Chạy lại xuống khu thung lũng thế nào để mình kiếm lên bên dưới nãy nó bắn vs mình nó còn không ta. Ai mà biết được. Cái khả năng nó chỉ đâu đấy quanh cái khu thung lũng đấy thôi các bạn ơi. Ôi cái hòm vàng cái còn chưa mở nữa kìa. Thì mình sẽ đi shopping nhảy cái thứ ba bạn ạ. Ok. Wait a minute. Holy shit, cái gì đấy? À đổ thêm. Đúng mua đồ, đúng mua đồ. Úi xôi. Thế nên đi gì đúng mua đồ tỉnh thế. À đấy rồi. Đúng là thằng này này là nó cầm vs rồi đấy bạn ơi. Hello mọi người, thì hiện tại là mình đang thay đổi giờ livestream các bạn ạ. Thì chắc lẽ là mình sẽ đổi giờ livestream vào khung giờ là 5 giờ rưỡi chiều trên YouTube Anh Phò TV với lại là trên Buza luôn. Thì các bạn có thể xem mình trên hai nền tảng. Nhưng mà các bạn nào chưa đăng ký kênh Anh Phò TV ấy, thì các bạn hãy qua nhấp vào cái phần vừa giới thiệu ở phần kênh chính mình á. Để các bạn qua đăng ký kênh Anh Phò TV giúp mình nhá. Bỏ ra tầm khoảng 5 giây thôi. Đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình livestream các bạn nhé. Hoặc là các bạn cứ tầm khoảng 5 giờ rưỡi chiều ấy là các bạn lên kênh Anh Phò TV, các bạn ngồi xem mình livestream các bạn nhá. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Ui sao mà phát đấy nó mải lút đồ, tại sao mình không chạy lại mình cầm cái gậy báo chạy mình vả vào đầu đó ta. Trời ơi, không là có pha hay hấp dẫn cho các bạn xem rồi. Chạy lại đây kiếm đón bo anh bạn. Nãy giờ phải gọi là không thấy cái đón bo nó hết để mình ăn xem cái bo sau nó như thế nào. Cho nên mình cầm M249 mà kiếm góc là cao rồi sấy là bao phê luôn đấy anh em ơi. Đón bo, ui rồi bo một nó cũng sắp xong rồi anh em. Bây giờ mình đi kiếm cái gì đấy, chi là đỏ sắt. À có người bắt, có người mơ. Ui xôi tưởng cái hòm hòm sắt chứ bạn. Nãy mình chạy từ trên cổng trường xuống là mình thấy cái hòm sắt trên nhà L, tưởng đây là hòm sắt chứ mà thấy hòm sắt nó đỏ thế lạ. Để bắn thử đâm ra hình người bạn ạ. Để mình sẽ lên lút sát xem có thêm tí máu nữa không các bạn nhá. Mình còn là có vẻ là mình hơi ít máu nữa kìa. Cầm A đúp à. Chà thôi không bắn A đúp bạn nhá. Nãy mình bảo với các bạn là mình giờ chơi M249 rồi. Nên là chúng ta sẽ chốt đơn chơi M249 luôn.
Trời, cái bo à đúng rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Nãy quên mất là để ý là có cái đón bo ở bên phía cái trời có đạn thôi. Chờ bo một thun xong rồi mình sẽ ăn đớp đớp đón bo sẽ bo A về đâu các bạn nhá. Cài những cái đây xem tí nữa coi đứa nào đạp không này. Vứt nhẹ quả lát đi coi. Qua lại cái trời bạn quên mất. Nãy mình đầu trận mình lút đồ mình quên mất là có đón bo ngay đấy. Ôi, đớp coi đớp đớp xem cái bo 2 à đâu nhập bo 3 như thế nào nhá. Để xem cái bo 3 về đâu đây. Nếu mà nó về bên ôi trời. Trời ơi, cha cha, mình cảm giác là trận này là có triển vọng nhá bạn. Có triển vọng là cái bo là nó sẽ đập về bên phía cái nhà kính con nhá. Cái nhà kính hoặc là cái tháp à không? Đập về cái tháp vì mình nghĩ tỷ lệ là nó hơi khó đấy. Và các bạn nhìn cái bo 2, bo 3 như thế này thì mình nghĩ chắc chắn là khả năng là bo cuối nó sẽ thu về cái đâu đấy là cái góc nhà kính rồi các bạn ạ. Với kinh nghiệm phải gọi là mua bo lâu năm của mình thì ba cái bo này mình đoán vậy sương sương bạn. Bốc phét ít thôi. Mà các bạn nào nhớ trước mình xem cái quả clip gì ta? À các bạn xem quả clip mình nằm bo từ đầu đến cuối top 1 triệu. Uầy, clip đấy đỉnh vãi chưởng, không biết là bạn nào đã like, share, subscribe clip đấy chưa nhở? Bạn nào chưa xem thì các bạn sợt từ khóa anh Phò nằm không top 1 các bạn nhá. Ừ, hình như là tiêu đề nó như thế mình cũng không nhớ nữa. Giờ mình sẽ đầu tư tầm khoảng mình sẽ đặt tiết kiệm các bạn ạ. Đấy, đặt xa xa vào này. Mình sẽ tiết kiệm đi được một quả bom keo. Đặt leo lên trên đây mình sẽ tốn tầm khoảng 5 quả các bạn ơi. Nhưng mà nếu mà mình đặt khéo thì nó sẽ chỉ tốn 4 quả thôi. Đó, đấy sò được đến bạn. Tốn 4 quả lên tiết kiệm lên. Không biết con trai nào leo lên trên đây không ta? Chà. Nay có vẻ là cảm giác nhà kính này hơi ế bạn nhỏ. Thôi thì mình leo ra trên đây vậy. Ngồi đây chờ mua bo top 1 thôi các bạn ạ. Đéo tin. Các bạn thử đoán xem nhân phẩm của thằng fan ở phiên bản OB23 này như thế nào các bạn nhá. À mình nghe bảo là phiên bản OB23 này là mấy bạn không còn chơi tank bo được nữa. Mà nếu mà trận này bo cuối độ thì mình sẽ thử tank bo cuối xem như thế nào anh ơi. Biết 7 bình máu của mình chào 7 bình máu hơi căng đấy. Nếu mà trường hợp bo chấm bo cuối độ thì mới ra là tank bo top 1 được các bạn ạ. Nhưng mà chấm bóng cuối xa quá thì nó cũng hơi khó. Ôi dồi ôi, có đứa nó quét máy quét nó đi bên dưới chân nhà mình này bạn. Ê đủ. Rồi nhá, mình nghĩ mình có lên ngồi dậy mình bắn nóng tạ. Đây. Nó chạy ra ngoài này. Như là nó quét biết mình trên đây đấy. Mà là nó nghĩ là mình sẽ núp lại trên đây bạn ạ. Nên là cũng không để ý đâu. Ơ, nhưng mà có khi nào nó kiếm góc nó bắn mình không ta? Từ check cái nhẹ đã nha, nó di chuyển đâu đấy. Úi dồi ôi. Cái bo 4 nó cũng đẹp rồi các bạn ạ. À mà không nha. Theo như tình hình mình nhìn khả năng là trận này là khả năng là có bo năm có tỷ lệ độ nha bạn. Kinh nghiệm phải gọi là chơi game lâu năm như mình là tỷ lệ là bo độ chắc chắn luôn. Nếu như các bạn chưa xem cái clip mà mình nằm mua bo ấy thì cái kiểu mình nằm cái góc đấy nó rỉa bo 4 thôi. Mà về sau bo 5 nó độ các bạn. Uầy. Có cái. Đây là có tỷ lệ nha, vẫn có tỷ lệ bo độ nha anh em. Các bạn xem này, nhân phẩm của fan thật fan chính xác là ông chủ đón bo. Cụ tổ gà dễ nà. Kìa, thằng kia nó lại dùng radar nó quét mình thêm một phát nước thì bạn. Không biết nó có quẹt ở đây không mà. Từ đó, bây giờ mình sẽ chờ cái bo 5 nó như thế nào ạ. Chờ xem cái bo 5 nè. Này, bo 5 đập vào đây. Úi xôi. Oh my god. Hình như có góc nhà kính cho bạn. Úi xôi. Tuyệt phẩm các bạn ơi. Tuyệt phẩm đây rồi. Xôi. Giờ chờ tank bo lấy top 1 thôi nhá. Yeah. Nghe có tiếng chân sắt đây và á đủ. Nó ngồi nó nấm lại á thôi nhỉ. Cắt liền đây mấy lần, ok? Tao có kẹo tới chuyện đó. Ấy, không đủ đam chết. Ấy, thôi như nào liền. Úi xồi. Mình bắn trên đắp tiếng súng gần như thế mà thấy điện đặt bong keo cũng đấy mà nó đứng hở. Mà chắc là thì nên nghĩ là mình là mình kiểu leo đây trên à đâu, nó quét ra thấy chấm đỏ bên trên đấy. Cứ nghĩ là mình là bên trên không có súng mà lại thì nên hơi đen. Thôi còn nha. Ơ, nó tính ra bọn còn hai người nữa thôi à? À, đấy có đứa nào nó bắn tọt bên phía quả thính đấy bạn ơi. Cam nó bạn nhá. Còn hai người thế thì khả năng là một đứa nó sẽ đâu đó bên phía góc bên tay trái này. Có khi nào đứa cuối nó trên tháp thu lũ không nhở? Nó bắn nhau này, ok. À không, hai đứa cuối bên dưới rồi. Đây là cơ hội mình kiếm kill. Đấy, gạt chó lên một thằng, còn một thằng sẽ show tay bo nó, ok. Ôi, mình phá khiên cho bạn này. Úi, két, ít. Ơ, úi xùi. Cái đầu như thế bắn không dính kìa các bạn ơi, tiếc thêm nhở. Thế nhá, bây giờ mình sẽ chờ thì nó chạy bo lên trên, mình sẽ cầu máu nó các nhá. Cầu máu cho nó hết máu đi. Nó chạy bo lên bên trên này. Yeah, chuẩn bị à, mình có mấy quả lô đao nhả đấy. Chạy nữa. Ở đây không 27 tiết à. Mình sẽ kiếm góc quang lụ đạn cầu máu đó các bạn ạ. Cầu máu cho nó mất máu thôi chứ đừng có quang lụ đạn cho nó chết. Dạ, lụ đạn nó. Ui né vào nó. Ừ đúng rồi. Ui xồi. Kiểu kiểu gì luôn. May cho bạn đấy. Mình giả vờ mình quăng kiểu một quả thôi bạn, mình quăng quả bốn quả dồn dập có khi là rụng luôn đấy bạn. Các bạn ơi. Mình như gì chuyển sát rồi. Thế nên tính kiếm 100 nhà kính. Em xin cái top 1 này em xin. Trời ơi, 7 bình máu từ nhá. Để mình xem cái bo 5 thu nhỉ. À, cái bo 5 nó thu về góc mình khá là chậm thì khả năng là chấm bo 5 nó sát ngay đây này.
được nhím ơi, bởi vì bình máu này mình làm được. Bởi vì máu này mong là làm được. Cái bon không đốt đau lắm. À mà không, trận này mình cầm thép Alok mà. Được thêm 50 máu nữa bạn. Thế Alok được thêm 50 máu nữa. Sai lửa chạy này. Ok, đặt lửa chạy ra. Bật Alok lên. Đấy, không mất máu. Ui trời ơi. Không mất một không dưới 150 máu luôn con ạ. Ok mà còn có 2 bình máu thôi à. Holy shit. Một bình máu vào cuối kìa. Ơ bon cho máu mất là sau này chưa chết nhảy. Ôi trời ơi. Tưởng mất chất top 1 chứ bạn, trời ơi, 7 bình máu của mình là có vẻ là tay bon nó hơi yếu bạn ơi, nhưng mà không sao. Ý. May quá mà chấm bon 5 nó sát đấy, chấm bon 5 nó mà về góc bên dưới đồi là thực sự là hơi khó top 1 đấy bạn. Rồi, được quả tay bon OB23, à đâu, nhầm, OB30 cũng được phết các bạn, cũng chiến thôi chứ. Đâu, đến nỗi là bon đốt đau lắm đâu. Còn nếu mình có máu là mình không mất dưới 150 máu luôn các bạn ơi. Thì thôi, các bạn xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một bên dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên các bạn nha.